Hello, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay sẵn cho khách test máy kho ngoài nha. Kho sau nên em review mấy con máy mới về cho anh em xem luôn nha. Khoai Canto tự động qua lại. Còn tiền
giá 30 nha. Con này luôn cho tôi là chục nha, không trả giá nha nè. Cánh tô. Con này gạch ta. Tầm 1 mét. Băng được 500 550, băng dài băng tâm cao 550, ngang băng 400, ngang băng lớn bằng Autura luôn nha. Qua hầu tới được 8.6 8.7, qua hầu một cặp đang 4 cháu 3.8, cháu có mẹ mấy cặp ngoài hai cành này, bên này đủ hai cành này rồi, mẹ hai dẻ không sai để treo nha, còn ok nha. Nó hầu ra tới đây băng lớn 5.5, con này lỗ hình như cũng lớn á, lỗ 6 mấy luôn, lỗ 6.5, số 3 tới số 5 nha. Hệ y này hệ mét này, mấy bước hệ mét này. Xài cần số ấy nha, số vòng. Sang cho anh em 60 nha. Chúng to tầm phải nằm tầm 3 tấn. M 1.000. Con này Hamato cũng giống lòng 1 mét. Tầm 1 mét luôn nha. Ở trong nó còn Việt Nam à. Việt Nam giá rẻ luôn. Việt Nam giống tầm tới 1.4 luôn, giá rẻ luôn. Con bạn luôn. Con này băng cũng 500 540 530 530, cắt con kia tí qua cũng qua băng cũng 400 luôn, qua băng cũng 400 luôn này, không có hầu nha. Con này con cặp cũng 360 4 cháu 360. Này thì chưa dọn. Sang tới 50 nha, còn bao giờ chạy từ sau nha. Còn này có thẳng chân nha nè, thẳng chân mà không ngang nè, kéo cái cây giữa nữa, đưa cái bát cho nữa nè. Các bước hề mát, con này không sắp nhông à, rên không sắp nhông. Chắc 57 này, lỗ 57 luôn nha, nắp nó hở ra rồi. Thằng bố mà an toàn được anh cánh lại được nha, còn bố à. Đó, sang hay sang 50 nha, còn dọn chạy thì dọn chạy xong mới tính nha nè. Còn trong Việt Nam này trong tâm 1.4 giả sổ luôn, một xe hồ số đá nha, trong tâm 1.4 dài luôn nha, chứ không phải nhỏ nha. Cái lỗ thì chắc 7 mấy, lỗ 75, lỗ 73 75 nha, 73 75 nha. Xe hộp số dưới nè, vòng cung không còn, bỏ xe hộp số rồi, bỏ luôn rồi. Xài tốc độ bên hộp số, mâm bản 600, con nó của hầu tâm cao nha. Cái này anh em làm phiên dịch trong đồ là ok,
930 có Linet luôn nha. Con này có 100 nhông luôn nha nè. Còn bấm bảng này anh em nào chốt thích thì em tặng cho 4 cái cục châu đạp nha. 4 cục châu đạp nha, lại cho 4 cục châu đạp nha. Này băng lớn con này hầu luôn nè, 6.7. Con này để cho anh em nào 22 triệu cho anh em về từ giòn nha. Từ giòn chạy nha, chống tâm tới 1m4. Nó dài chúng ta dài được bao nhiêu. Tay nên hơi lắc nha nè. Hai mét rưỡi rồi, 2.5 nha. Đó, 22 triệu hộp số một to đầy đủ nha. To một số rồi, một bộ nhông với tặng 4 cục chó đạp nha. Anh em cần thì có gì ở luôn. Đang coi để chốt cũng Hamatu luôn, nhưng mà đang coi để chốt con đây, hai con Hamatu luôn, chưa biết chốt hay không nha. Đây em sẽ quay sau cho anh em nha. Cũng hai con với trang rồi, anh em có nhu cầu có gì alo nha, con nào có gì alo nha, bao giờ chạy hoặc sang tay nha. Này là kho ngoài, còn kho trong đang những mã nhỏ hơn nha. Trong có con Tuda là lớn nhất. Ở trong có con Hàn Quốc trong nè, 40 triệu nha. Tầm tầm 1m. Anh em cần con gì alo. Con này thì đã dùng. Con này bữa trong kho đưa ra nha, ở trong đưa ra. Đó. Hoạt động em ái cắt tóc hết, con này thì dọn hoàn hảo rồi. Con này 40 triệu nha, tầm tầm 1m. Rồi, anh em có nhu cầu có gì alo nha. Mà xin phép giới thiệu cho anh em nha.